Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang ở phố đi bộ Hồ Gươm. Và hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cuộc hành trình đó chính là mình sẽ đi ăn kem Tràng Tiền nhé. Bây giờ mọi người hãy đợi mình để mình xếp hàng lại nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ trên cái hành trình để đi lên trên Hồ Gươm, sau đó mình sẽ phải gửi xe, sau đó các bạn sẽ đi bộ vào trong khu vực bờ hồ để chúng ta tiến hành ăn kem Tràng Tiền nhé. Buổi tối ở đây thì rất là nhiều các cái trò chơi, các cái bạn học sinh sinh viên để các bạn chơi rất nhiều cái trò rất là thích thú. Nói chung là mình rất là thích đi buổi tối, cuối tuần đưa con cái lên trên khu vực này để đi bộ. Gia đình hay bạn bè quay một cái đi bộ ở trên đây. Hello Tom, mẹ còn nhớ cái chai nước của Tổng bán không? Cá bông ơi, bông. Bây giờ thì chúng ta đang gần đến khu vực Tràng Tiền rồi đấy. Đây là Tràng Tiền Plaza và một đoạn nữa thôi chúng ta sẽ đến cái khu vực chúng ta ăn kem, là kem Tràng Tiền nhé. Bây giờ chúng ta đã đến tới khu vực kem Tràng Tiền đây rồi. Hôm nay là cuối tuần nên là khá là đông ấy, nhưng mà mình đi rất là sớm. Hôm nay là mình đi thời gian vẫn còn chưa gọi là đông lắm. Bây giờ thì phải xếp hàng để mua kem thôi. Cậu bạn xếp hàng thì chắc cũng phải mất thời gian khá lâu đây. Hãy đợi mình để mang những chiếc kem ngon nhất ra để ăn nhé. Kem Tràng Tiền thì rất là ngon và giá thành rất là rẻ, không có một chút đá nào luôn mọi người ạ. Nếu mà các bạn đã ăn kem Tràng Tiền một lần rồi chắc chắn sẽ không thể quên được. Những cái vị kem của kem Tràng Tiền nó khác hẳn với những kem ở mọi chỗ khác luôn. Mời cả nhà ăn kem với mình nhá. Mình chọn kem vanilla sô-cô-la. Nhưng mà chắc mình đang đơ luôn vì vị nó quá ngon, không có một chút đá giảm mềm ngậy. Mời cả nhà nhé. Sau khi ăn kem xong thì Thảo và cả nhà sẽ tiến hành đưa con đi xem sách này, mua sách này, các con rất là thích. Và đây là công ty cổ phần sách Việt Nam, chỗ này có rất nhiều sách dành cho thiếu nhi và các cái sách mà dành cho lứa tuổi học sinh. Để xuống kia xem nào, những cái sách này giới thiệu. Tôm thì mua gì? Tôm cá, tinh thời gian. Thế giới gì? Thế giới khủng long. Sau khi đã ăn no rồi, đi mua được sách rồi, bây giờ chúng tớ chuẩn bị trên đường đi về đây. Và tất nhiên sau khi ăn no sách rồi, thì xin được chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người trong những clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy video hay và có nhiều bổ ích thì hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Thảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.